hịch tướng sĩ ta thường nghe chuyện kỷ tín liều thân chịu chết thay cho vua cao đế do vu lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua chiêu vương dư nhượng nuốt than để báo thù cho chủ thân khoái chặt tay để cứu nạn cho nước kính đức là một chức quan còn nhỏ mà liều thân cứu vua thái tông được thoát vòng vây kiểu khanh là một bề tôi ở xa mà kể tội mắng thằng lộc sơn là quân nghịch tặc các bậc trung thần nghĩa sĩ ngày xưa bỏ mình vì nước đời nào không có giả sử mấy người ấy cũng cứ bo bo theo lối thường tình chết già ở xó nhà thì sao cho lưu danh sử sách đến nghìn muôn đời như thế được nay các ngươi vốn dòng vũ tướng không hiểu văn nghĩa nghe những chuyện cổ tích ấy nửa tin nửa ngờ ta không nói làm gì nữa ta hãy đem chuyện đời tống nguyên mới rồi mà nói vương công kiên là người thế nào tỳ tướng của vương công kiên là nguyễn văn lập lại là người thế nào mà giữ một thành điếu ngư nhỏ mọn chống với quân mông kha kể hàng trăm vạn khiến cho dân sự nhà tống đến nay còn đội ơn sâu đường ngột ngại là người như thế nào tỳ tướng của đường ngột ngại là xích tu tư Lại là người thế nào Mà xông vào chỗ lam chướng xa xôi Đánh được quân Nam Chiếu trong vài ba tuần Khiến cho quân chướng đời nguyên Đến nay còn lưu tiếng tốt Huống chi Ta cùng các ngươi sinh ở đời nhiễu nhương Gặp phải buổi gian nan này Trông thấy những ngụy sứ đi lại dầm dập ngoài đường uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình đem thân dê chó mà bắt nạt tổ phụ lại cậy thế hốt tất liệt mà đòi ngọc lụa ỷ thế vân nam vương để vét bạc vàng của kho có hạn lòng tham khôn cùng khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói giữ sao cho khỏi tai vạ về sau ta đây Ngày thì quên ăn Đêm thì quên ngủ Ruột đau như cắt Nước mắt đầm đìa Chỉ cấm tức rằng Chưa được xả thịt lột da của quân giặc Dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ Xác này gói trong da ngựa Thì cũng đành lòng Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày không có áo thì ta cho áo không có ăn thì ta cho ăn quán còn nhỏ thì ta thăng thưởng lương có ít thì ta tăng cấp đi thủy thì ta cho thuyền đi bộ thì ta cho ngựa lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui cười Những cách cư xử so với vương công kiên Đường ngột ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì Này các ngươi Trông thấy chủ nhục mà không biết lo Trông thấy quốc sĩ mà không biết thẹn Thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức Tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm lấy việc chọi gà làm vui đùa hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển hoặc vui thú về vườn ruộng hoặc quyến luyến về vợ con hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh hoặc thích rượu ngon hoặc mê tiếng hát nếu có giặc đến cựa gà trống sao cho lâm thủng được áo giáp mẹo cờ bạc sao cho dùng nổi được quân mưu dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều thân ấy nghìn vàng khôn chuộc và lại vợ biểu con díu nước này trăm sự nghĩ sao tiền của đâu mà mua cho được đầu giặc chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết Tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai Khi bấy giờ Chẳng những là thái ấp của ta không còn Mà bồng lộc của các ngươi cũng hết Chẳng những là gia quyến ta bị đuổi Mà vợ con của các ngươi cũng nguy Chẳng những là ta chịu nhục bây giờ Mà trăm năm về sau tiếng xấu hãy còn mãi mãi mà gia thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục đến lúc bấy giờ các ngươi dẫu muốn vui vẻ phòng có được hay không nay ta bảo thật các ngươi nên cẩn thận như nơi củi lửa nên giữ gìn như kẻ núp canh dạy bảo quân sĩ luyện tập cung tên khiến cho người nào cũng có sức khỏe như bàng mông và hậu nghệ thì mới có thể dẹp tan được quân giặc mà lập nên được công danh chẳng những là thái ấp ta được vững bền mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng lộc chẳng những là gia quyến của ta được yên ổn mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con chẳng những là tiên nhân ta được vẻ vang Mà các ngươi cũng được phụng thờ tổ phụ Trăm năm vinh hiển Chẳng những là một mình ta được sung sướng Mà các ngươi cũng được lưu truyền sử sách Nghìn đời thơm tho Đến bấy giờ các ngươi giàu không vui vẻ Cũng tự khắc được vui vẻ Nay ta soạn hết các binh pháp của các nhà danh gia hợp lại làm một quyển gọi là binh thư yếu lược nếu các ngươi biết chuyên tập sách này theo lời dạy bảo thì mới phải đạo thần tử nhược bằng khinh bỏ sách này trái lời dạy bảo thì tức là kẻ nghịch thù bởi cớ sao bởi giặc nguyên cùng ta là kẻ thù không đội trời chung thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù lại không biết dạy quân sĩ khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù giơ tay không mà chịu thua quân giặc khiến cho sau trận bình lỗ mà ta phải chịu tiếng xấu muôn đời thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa vậy nên ta phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết bụng ta